Cuộc sống trên đời như xe chạy trên đường, những khó khăn trên đời như những đoạn đường cong. Tùy vào khả năng của mình, hãy chọn một tốc độ phù hợp. Và sự lựa chọn của tôi chính là Vespa Nagaki. Thưa quý vị và các bạn, xe điện Vespa đã lấy trọn niềm tin của người tiêu dùng và làm mưa làm gió trên thị trường trong suốt những năm gần đây. Và không chỉ dừng lại ở đó, thì hãng xe điện Okito liên doanh Nhật Bản đã cho ra mắt dòng xe điện mới với tên gọi Vespa Nagaki. Có thể nói phiên bản mới này đã nâng tầm dòng xe điện Vespa lên một tầm cao mới với nhiều tính năng vượt trội so với các phiên bản trước. Vậy thì những điểm khác biệt đấy là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Điểm đặc biệt đầu tiên không thể bỏ qua ở dòng xe điện này chính là động cơ. Công suất lên tới 1.000 W, máy chạy êm, không rung giật. Nắng mưa cũng không phải là trở ngại đối với Vespa Nagaki bởi người bạn đồng hành này sử dụng công nghệ tiêu chuẩn toàn cầu giúp giảm thiểu ma sát, tiết kiệm điện và chống nước tuyệt đối. Đặc biệt với động cơ 3 pha, chip lõi tứ giúp xe vận hành êm ái, không hề rung giật. Các bạn gái sẽ không bị giật mình và mất an toàn khi di chuyển. Đặc biệt hơn cả, xe còn sở hữu 5 bình ắc quy cỡ lớn 60V, 20A, tuổi thọ 2-3 năm, vận tốc tối đa lên tới 50-55 km/h, công nghệ pin siêu khủng cho quãng đường di chuyển lên tới 100 km cho mỗi lần sạc đầy, cùng bộ điều tốc thông minh, tuổi thọ cao, tự điều chỉnh điện áp theo dung lượng điện của ắc quy, giúp cho quãng đường di chuyển được xa hơn và tăng tuổi thọ của ắc quy. Không chỉ có vậy, Vespa Nagaki còn được thiết kế thuận tiện nhất cho người dùng với chiều cao yên 72cm, tạo tư thế ngồi thoải mái nhất cùng trọng lượng xe 80kg, giúp xe đi đầm, chắc chắn. Đặc biệt, xe còn được trang bị đầy đủ phanh đĩa trước, phanh cơ sau, giúp người lái an toàn khi phanh và xử lý tình huống gấp, cùng piston thủy lực kết hợp với lò xo giảm chấn, giúp xe vận hành êm ái khi đi vào những đoạn đường gồ ghề. Bạn có thể dễ dàng nhận được các thông số chính xác nhờ thiết kế tiện lợi của đồng hồ. Đồng hồ hiển thị đầy đủ các yếu tố như vận tốc, quãng đường, lượng điện, giúp các bạn chủ động trong các chuyến đi xa. Chưa dừng lại ở đó, Vespa Nagaki còn tích hợp hệ thống đèn pha với hai chế độ chiếu xa và chiếu gần. Cùng với đó là hệ thống đèn hiệu và đèn xi nhan với độ sáng cao, giúp dễ dàng chuyển tín hiệu khi sang đường hoặc dừng lại. Vespa Nagaki vẫn đảm bảo độ bền và kiểu dáng nhỏ hiện đại, thanh lịch giống như những phiên bản trước đó. Nhưng độ thẩm mỹ và an toàn lại được cải thiện rõ rệt với nhựa ABS dẻo chống vỡ, sơn 3 lớp theo công nghệ Đức, giúp nước sơn bền theo thời gian. Khung được đúc từ thép hợp kim, sơn tĩnh điện, giúp xe chắc chắn, không gỉ sét. Xe được tích hợp tính năng chống trộm, tìm xe, chìa khóa thông minh khởi động từ xa, rất tiện lợi và an toàn, giúp người dùng yên tâm, không sợ mất xe và dễ dàng khởi động cũng như tìm xe. Âm thanh mà quý vị vừa nghe thấy thì chính là tín hiệu để cho các bạn có thể dễ dàng tìm thấy xe của mình trong những bãi đỗ xe rộng lớn. Điều mà trước đây thì chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở những dòng xe sang mà thôi, khá là thuận tiện đấy chứ. Không chỉ có vậy, xe còn được tích hợp số lùi, giúp bạn dễ dàng thoát khỏi những con ngõ hẻm mà không phải dắt cũng như vất vả quay đầu xe. Với nhiều cải tiến và tính năng như vậy, các chuyên gia về xe điện đều đánh giá Vespa Nagaki đang giữ vị trí số 1 trong dòng xe điện Vespa, chất lượng vượt trội so với các phiên bản khác. Tại thị trường châu Âu, chiếc xe có một tên gọi khác, đó là Vespa Napoli. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà quý vị và các bạn không chọn ngay cho mình chiếc xe này để làm người bạn đồng hành trên mỗi chuyến hành trình. Quý vị và các bạn có thể đến tham quan, đi thử và xem xe tại xe điện Lan Anh nằm ở địa chỉ số 198 Lò Đúc, Hà Nội. Và đặc biệt là khi mua xe thì các bạn còn được nhận một gói bảo hành lên đến 3 năm, 8 lần sửa chữa bảo dưỡng miễn phí trong vòng 2 năm, 50% tiền công và 10% phụ tùng khi thay thế sửa chữa nữa đấy ạ. Và bây giờ thì hãy cùng tôi trải nghiệm và khám phá những điều thú vị cùng với Vespa Nagaki nhé!
same. Confined in mountain holes, we got too close to flame.